template này của cái Metronic. Sau tôi vào cái trang login shop, tôi mở ra Substance Tech, sau đó tôi copy copy toàn bộ nội dung ở trong. Sau đó nữa là tôi mở cái phần tôi mở cái trang login ra, một cái view login ra. Chúng ta sẽ có là view storage này, nhập resource view auth login blade. Được chưa? Enter này xuống và tôi paste cái mới kia lên trên, paste hết cái mới kia lên trên. Sau đó là tạm thời cái phần dưới form dưới hộp trống của chúng ta tôi comment nó vào, comment này vào. Xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hiển thị nó xem bây giờ nó như này được luôn đúng không? Xong rồi, rất nhanh, bởi vì tôi copy toàn bộ thư mục asset của thằng Metronic. Đây, tôi copy toàn bộ thư mục asset của thằng team Metronic, copy asset, copy hết vứt vào trong cái trang cái phần public, có vứt vào trong phần public của thằng của cái blog của chúng ta, cho nên khi chúng ta viết cái nội dung này vào nó sẽ chạy luôn, không mình gì phải sửa cái gì cả. Thực ra là nếu mà đúng ra là phải sửa hết như này. Chúng ta sẽ tìm hết tất cả asset này, sửa asset như này, tìm hết, sau đó sửa thành hàm asset đóng mở ngoặc sửa asset. Cái này hôm trước tôi hướng dẫn rồi đúng không? Cho nên là tôi sẽ làm rất là nhanh thôi. Replace all. À chết nhập. Thiếu, thiếu. Như này. Replace all. Sau đó tôi sẽ sửa nốt đuôi là chấm CSS. Cũng là trở thành chấm CSS. Phải đóng ngoặc đóng đóng như này, xong đuôi CSS này chúng ta sửa tiếp đuôi JS. Đuôi ảnh JPG PNG. Và đuôi GIF GIF không có, bỏ qua. Để xem một con phần nào nó bị đỏ không, phần nào bị đỏ là phần này bị lỗi. Ok, xong hết rồi. Ra ngoài này bị lỗi chắc. Vẫn được rồi đúng không? Sửa lại trang login. Sau đó tôi update nốt cái route này lên trên. Action này, route này. Copy đưa lên trên của cái form login. Hết dài thế. Để lê thê luôn. Phần language. Register form. Đây, form action của index này nó sửa lại thành action route login method post. Kéo dưới cái nữa, bung này ra. Set ref field if we set gì đấy. Rồi chúng ta sẽ có thêm cái phần email, thì có cái if count này, if count error này chúng ta phải giữ này,
cái session Messi này nữa. Messi này chúng ta cũng giữ. Deep session Messi thì chúng ta sẽ để nó có thì sẽ vứt ra cái deep class có alert như này. Tí nó sẽ gửi lại cho các bạn cái phần này. Span nằm trong này session message. Tiếp theo là những cái input chúng ta cũng phải sửa lại. Input class form này, placeholder name chúng ta để là email. Ở dưới này cái input này là name bằng password thì đúng rồi. Sửa lại tiếp thêm hai cái if ở dưới này nữa. Báo lỗi của từng phần. Đây là password, đây là username, đây username ở chỗ này. Và thêm một phần cho password nữa. Xong. Rồi chúng ta có thể yên tâm xóa cái này đi. À cái này còn cái name của remember nữa. Sau đó sẽ xóa cái form ở dưới đi. Remember. Oh, tôi chết mẹ, hình như mình nhầm. Form này. Đây, remember name và remember value 1. Chúng ta không phải sửa gì thêm. Giờ tôi log in lại. Tài khoản là gì nhỉ? Chuyển TH32. Pass là 123456. Log in. Ôi giời ơi. Refresh. The page has expired due. Cái này là do chưa có CSRF nên tôi copy nhầm. Tôi copy nhầm cái đoạn CSRF field xuống cái form bên dưới. Cho nên là nó sẽ bị lỗi. Tôi vứt lại ở trên này. Login vào. Login thành công. Tôi đẩy code lên nha, nhưng mà code này nặng lắm bởi vì tôi quăng hết toàn bộ cái Metronic vào. Đây tôi sẽ ignore cái thư mục public thì nó sẽ không lên. Ignore này, public này. Public asset. Ôi sao nhiều ấy. Ignore rồi mà. Rồi, ignore rồi. Rồi, code lên rồi nha các bạn nhé. Tôi đẩy file login lên rồi đấy. Các bạn nhớ là copy toàn bộ thư mục asset của thằng admin LTE của thằng Metronic vứt vào đây. Được chưa? Thì sẽ dùng được, sau khi các bạn vứt vào thì sẽ dùng được cái thằng login của tôi. Nếu không nó sẽ bị lỗi đấy.
Check đi xem có ai bị lỗi gì không. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựng cái trang layout cho thằng admin này. Dựng cái phần layout cho thằng admin đã. Thì ở hôm trước tôi đã hiển thị ra cái trang tôi mới hiển thị ra cái ở trong app này, controller này, HTTP controller. Tôi mới có cái auth thôi đúng không? Mới có cái middle, mới có cái route và cho thằng admin là tôi hiển thị mỗi cái chữ admin thôi đúng không? Dashboard username đây, admin đây, như này thôi. Bây giờ tôi sẽ đẩy nó về cho một cái controller. Các bạn xong đến đây chưa? Các bạn nào bị chậm không? Không nhỉ? Ok. Ai? Kệ. Chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái đường dẫn như sau. Chúng ta để ý auth, à quên nhầm, admin sược dashboard controller index với cái name là dashboard. Được chưa? Đến đây các bạn biết làm gì không? Đúng rồi. Controller chúng ta chưa có thì phải tạo controller ra. Mở một cái tab mới ở trong CMD. PHP artisan make 2 chấm controller admin sược dashboard controller. Xong chưa? Xong chưa? Ok, chúng ta sẽ có admin dashboard controller. Trong này chúng ta sẽ có hàm public function index return là cái view thôi. View return là cái view là để tôi coi nào. Return là cái view để tôi xem cái view nó như nào cho nó hợp lý. View là admin này chấm dashboard chấm index. Đến đây rồi sao nữa? Tạo ra một cái gì?
tạo thư mục admin gì đó, dashboard là file thư mục, thư mục dashboard tạo file index đúng không? Đấy, dần dần là nhìn là phải biết là mình cần phải làm cái gì. File index.blade.php tạo ra đi. Xong chưa? Tiếp theo trông có vẻ vất vả, thế có mỗi tạo mỗi cái file thôi mà. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần template admin và chúng ta tìm đến cái trang index, tìm cái chỗ nào nó viết index ấy. Đây này. Ồ, sao này bị ngu. Đây, tìm đến cái trang index ấy. Index.html ấy. Được chưa? Bây giờ lại làm gì tiếp? Ờ đúng rồi, giờ chỉ có copy paste thôi. Đâu nhỉ, cái index mình vẫn đâu nhỉ? Inbox index, index đây, index rồi. Mở ra bằng subtext này. Kéo xuống lại copy all. Copy hết. Sau đó lại vào đây paste hết xuống. Paste hết xuống và lại làm giống như vừa nãy. Sửa gif xem có không, gif không có, đây là png chắc chắn có rồi, png cái việc nó rất là chán, jpg jpg rồi css css ZS. Oh shit. ZS. Xếp xuống. Sau đó là đến cái phần chấm chấm asset đúng không? So. Có vẻ ổn. Ở đây, reload trang. Metronic dashboard. Xong. Và chúng ta tiến hành xóa các phần nội dung ở phía trong này đi. Thì chúng ta muốn xóa thì chúng ta phải inspect. Inspect nó xem cái đoạn nào. Đây, nó có cái phần begin content. Chúng ta nhìn thấy không? Copy cái comment begin content này, xong rồi vào trang của mình, Ctrl F tìm. Được chưa? Chúng ta nó sẽ có cái phần là paste content. Chúng ta bỏ hết nội dung ở trong cái thằng paste content này đi nhá. Bằng cách là chúng ta copy cái paste content này, sau đó là chúng ta thu nhỏ nó vào, xóa hết. Sau đó paste lại cái paste content xuống dưới, đóng deep. Thế là xong. Đấy là về page content. Xếp xuống thì trong này chúng ta sẽ có một cái màn hình trống. Đúng không? Trống hôi, trống hoác luôn này. Đẩy lên nhá. Chứ còn ngồi tìm này có mà đến Tết không tìm ra đâu. Xong chưa? Xong sau đó sẽ tách tiếp đây. Không đơn giản như vậy đâu. Các bạn làm xong đi. Tôi đẩy lên rồi. Tôi đẩy cốt lên rồi đấy. Cho xong cho ra đi đã.
Được chưa? Trông có vẻ vất vả nhỉ. Có phải đi bạn Không, bạn có thể giữ cốt của bạn chẳng sao ăn không nhau trước chưa làm cái gì thế à, có cái gì cả. Bỏ đứa có chẳng có được gì. Bởi vì chúng ta đã bê và tài sản thì ra chúng ta giữ chẳng có. Nó bỏ xuống là không tệ. Tôi cũng được rõ cho mẹ. À không, tôi đang khác. Không thể nên sản được. Dạy sinh viên đi crawler bao giờ không? Cái dịch vụ này. Không, dịch vụ cái gì? Xong chưa? Xong rồi thì chúng ta tiến hành tạo một cái file mới ở trong layout này, chúng ta đặt tên nó là Metronic. Metronic.blade.php. Chúng ta di chuyển toàn bộ nội dung của cái trang kia sang trang Metronic này. Thì nó sẽ là cái layout của chúng ta nằm trong này. Sau đó ở trong cái Metronic chúng ta tìm đến cái đoạn content đấy. Đoạn begin content này. Chúng ta sẽ có cái a-view. Đây là content ở đây. A-view content. Tìm đúng theo cái comment này, này là ra. Được chưa? Xong rồi ở bên này thì sao? Ở bên quay lại bên index này chúng ta sẽ có cái extend. Wow, xong ra ta. Có lẽ phải ra cái A cộng extend. Extend cái layout chấm metronic. Ở dưới này có cái A cộng section là content và a cộng end section xếp xuống đây là viết text vào đây là dashboard test lại cái xem có được không được không. Tôi cô đến đâu tôi mới đẩy lên đến đấy nhá. Đề phòng không theo kịp thì còn có cái mà lấy về. Phải chăng ạ?
là trang hoàng đã quá. Đúng rồi. Thế cô kéo cái gì mà kéo cái nhiệt tình nhỉ? Thì mà lúc đi cho bác thì bỏ lờ này rồi. Cô sửa ở đâu vậy? Cái người giỏi. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành tách bớt cái này ra. Chúng ta sẽ tìm thấy một cái phần ở ngay phía trên của cái content ấy, đó là cái phần size 3. Đúng không? Phần size 3 này. Thì chúng ta sẽ tiến hành là tìm copy này. Sau đó tìm cái size 3. Và chúng ta sẽ tìm là cái từ begin size 3. Begin size 3. Thu nhỏ nó vào. Được chưa? Thu nhỏ nó vào. Sau đó tách nó ra. Cắt. Chúng ta thay bằng vào đây bằng A cộng include. A cộng include một file. Đó là trong thư mục sub. Tạo thư mục mới là admin. Đặt tên file ở trong này là size 3. Size 3.blade.php. Đó, và paste toàn bộ nội dung cái kia vào. Thì ở trong này chúng ta sẽ include là sub.admin.size 3. Tách file size 3. Sau đó tách luôn cả menu. À, phần CSS này tách luôn. Cắt ra. Begin global. Cắt từ phần begin global mandatory style cho đến end theme style. Cắt luôn. Trong admin thì chúng ta tạo ra thêm một file nữa. Tên là CSS. Không thì style.blade.php. Vệt nội dung vào. Ở trong cái layout chúng ta sẽ sửa lại. Trong cái Metronic Blade thì chúng ta sẽ sử dụng là A cộng include sub.admin.style. Nhấp vào. Phần nữa chúng ta cần phải cắt. Đó là phần script này. Toàn bộ script. Cắt hết xuống. Begin JavaScript cho đến end JavaScript. Cắt hết. A cộng include sub.admin.script script. Và trong cái phần admin này chúng ta thêm một file là file script .blade.php. Về xuống. Đây thừa chữ sc. Xem còn phần nào cắt được thì cắt nốt. Để layout nó dài quá cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Xếp xuống. Ra tôi sẽ đẩy code lên. Test lại đã. Nào, vẫn giữ nguyên. Úi giời. Ok. Vẫn giữ nguyên, tôi đẩy code lên.
Những cái phần này các bạn có thể tự chia nhé. Mới xem lại mà chia. Tôi sẽ chia lại cái phần size 3 này nữa một chút, bởi vì nó là phần menu. Cho nên là tôi sẽ tiến hành tôi chia lại nó để cho nó dễ dùng. Các thẻ LI trong này, dashboard này. Tiến hành tôi xóa bớt đi, xóa bớt phần menu đi. Rồi, còn giữ một cái, tí nữa chúng ta sẽ giữ hai cái đi. Giữ hai cái đi. Bây giờ chúng ta thêm link vào đây. Tôi đẩy code lên nha. Các bạn update lại cho tôi cái file size 3. Cắt bớt đi. Để chúng ta sẽ sửa nội dung ở trong này. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có phần URL ở trong admin này, xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi gì? Bạn xong chưa? Có phần admin này này, category đúng không? Chúng ta rút ngắn đi cho nó. Tôi thì tôi cũng không thích dài làm gì. Kết. Trở đến name. Rồi kết. Tôi sẽ hay để là kết kiểu dạng như này, kết.index. Sau đó mình sẽ có thêm cái round nữa là kết sược s như này. Thì mình sẽ để đây là kết.s. Thế nhỉ, hai cái URL khác nhau. Đây là cái màn hình này, cái sược kết localhost 8000 này, sược admin, sược kết thì nó sẽ là hiển thị cái bảng. Được yeah, chưa? Nó sẽ là hiển thị cái bảng để giúp chúng ta tiến hành là hiển thị danh sách các cái danh mục trong hệ thống của mình. Còn cái kết sược s nó là cái khi mà chúng ta bấm vào vào đường dẫn này, nó sẽ hiển thị ra cái form, nó hiển thị ra cái form để giúp chúng ta thêm danh sách thêm cái danh mục vào trong. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành làm việc với nó. Bây giờ chúng ta có kết index này, copy cái nội dung này, copy cái kết index. Các bạn đặt thêm nó cái tên, các bạn có cái này rồi đúng không? Nhà có chưa? Viết ra, ngồi nhìn gì? Ở trong file admin á.
Gì vậy? Xem phim trong giờ luôn mà. Được chưa? Vứt cái này ra ngoài cái giao diện thôi. Sidebar.blade.php này. Ở phía dưới này tôi có để lại một đoạn. Cái này dashboard đúng không? Dashboard thì kệ nó thôi. Mấy cái sub menu này vứt. Không dùng đấy. Chúng ta sẽ có cái đầu tiên này là cái danh mục. Chuyển sang tiếng Việt. Danh Euro. Ở trong cái thẻ ở dưới này, cái LI đầu tiên chúng ta sẽ là danh sách. Oh shit. Danh sách. Danh mục. Thẻ A của chúng ta ở đây chúng ta sẽ sửa thành cái round. 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 Kết. Chấm. Index. Danh sách danh mục. Ở phía dưới này chúng ta sửa nó lại thành là kết S. Round. Kết. Chấm. S. Đây là thêm danh mục. Chúng ta sửa cái icon này thành icon plus. Icon này icon list. Chẳng biết có không, tôi biết bừa ở đây. Chưa? Bây giờ xem cái giao diện của mình giờ thành nha. Danh mục đây, danh sách danh mục, thêm danh mục order view, order viết mình vứt hết đi. Đây, cái mớ này vứt hết đi. Đấy, danh mục, thêm danh sách danh mục, thêm danh mục này. Cái này dashboard thì chúng ta giữ, tí nữa chúng tôi sẽ sửa lại cái đường dẫn về trang quản trị của phần admin này thôi. Bấm vào, sang admin kết này, back lại. Bấm vào, ra thêm danh mục này, admin kết add. Xong, bây giờ chúng ta điều hướng nó về. Ví dụ như kết này chúng ta sẽ điều hướng nó về là admin sửa category controller hàm index. Cái này sẽ được điều hướng về admin của. Này sẽ được điều hướng về admin sửa category controller hàm add. Copy kết thêm cho tôi một cái nữa. Chúng ta sẽ có kết get này. Chúng ta sẽ có thêm cái post. Post kết add thì đưa về là hàm save. Bỏ name ở bên này đi. Hai cái cùng chung URL. Copy kết thêm một cái nữa. Dưới đây là update sửa giá trị ID edit
false. Save luôn. Cuối cùng là remove. Nếu thích chúng ta có thể nhóm nó vào được nhé. Tạo ra một cái round group, sau đó là nhóm cái toàn bộ cái mới vào trong. Được. Không nhỉ? Sao đi cũng sang ngày chào hỏi thằng này đó đi ăn cắp giao diện người khác là ăn cắp data người khác này là nhận cắp luôn dùng search cái phần mềm phát triển phạch nhưng mà như này có bạn cho các bạn đi đâu xong không xong hết chưa tạo controller đi. Chờ đợi gì nữa? Make controller category controller. Sau đó chúng ta xử lý hàm index này trước. Copy này. Vào public function index này đúng không? Return ra cái view là admin.get.index là như này. Sau đó chúng ta sẽ cần dùng đến thằng model category, cho nên chúng ta sẽ tiến hành là use app sửa category. Trong này chúng ta tiến hành làm như sau. A.get bằng category 2.2. Paginate
15 hoặc là 20 đi. Sau này có thể trang của chúng ta sẽ có rất là nhiều danh mục, cho nên là cũng nên phải phân trang cho nó. Cho nên phân trang kiểu này chúng ta. Thôi kệ nó đi, mấy nữa chúng ta sửa. Sau đó chuyển cái kết này ra ngoài. Compact. Kết. Không nhá. Làm giao diện đi chứ gì nữa. Chờ đợi gì nữa. Admin kết index. Thì vào đây là view này, admin này, mới có dashboard. Tạo thư mục mới, kết, tạo file mới, index. index.blade.php. Trong này thì lại copy nội dung ở bên thằng này. Về xuống extend layout metronic content. Trong này chúng ta sẽ tiến hành đi ăn trộm cái đi lấy lại cái bảng của thằng này. Ví dụ như chúng ta sẽ có cái form stub này. Ủa, không có bảng. Data table này, portlet này. Tôi tìm cái bảng đó nhá. UI component này. Đừng bảo không có bảng nhé. Đây không? Dùng cái bảng này. Chúng ta copy cái simple table vào và vào trang của nó này. Xong vào horizontal sidebar menu này. Đó, xong chúng ta sẽ nhìn thấy mấy cái bảng. Đúng không? Chúng ta tiến hành copy cái bảng. Chuột phải vào. Inspect. Yeah. Trong này chúng ta sẽ có cái phần table. Bằng table hover. Yeah. Chuột phải vào. Copy outer HTML. Sau đó chúng ta ra ngoài này, chúng ta paste thử vào đây xem nó có ra cái gì không. Đó, xong rồi ra ngoài này chúng ta kích vào đây, bấm vào danh sách danh mục. Ồ, ra rồi. Đi, đây, vào đây, để tôi làm lại nhá. Vào cái phần, chúng ta có cái theme rồi đúng không? Lúc đầu đang ở cái index đúng không? Đây, lúc đầu đang ở đây. Đúng không? Bây giờ các bạn vào phần... page layout. Đây, page layout này. Sau đó là vào horizontal and sidebar menu, kích vào đây. Nhìn thấy cái bảng nhá. Thích lấy cái nào lấy. Thích lấy cái này cũng được, lấy này cũng được. Thích lấy nào cũng được. Chuột phải một cái bảng, chọn inspect. Nó sẽ hover vào cái bảng đúng không? Chuột phải vào cái bảng. Bấm vào copy outer HTML. Xong rồi vào đây paste xuống. Vào cái trang index của kết đây. Paste xuống. Format lại code. Refresh trang. Xong. Đấy là cái khung mẫu của cái bảng. Có thế thôi. Dễ mà. Ồ, nó có blank page đây. Mình không biết. Ngu chưa? Ok.
miễn giao ra được như này cho tôi là được, ra cái bảng ở trong là được, nó tự responsive. Không nhờ, cái phần này dễ mà, làm cái gì dễ luôn.
chúng ta bây giờ hiển thị nó ra thì chúng ta phải ngó xem là cái DB của chúng ta nó có những cái gì. Mở Navicate ra. Đây 1706 đây. Category chúng ta có tên này, ID, tên, parent ID, icon, image, slug, is menu, đúng không? Đúng như nhà chúng ta có những cái thứ này. Thì ở đây chúng ta hiển thị sẽ hiển thị, thứ nhất là cứ đầu tiên cứ hiển thị tên này, tên parent ID này, rồi thì có ở menu hay không đã, rồi tính sau. Sẽ làm như sau. Đầu tiên cái phần này, phần header của trang này, chúng ta sẽ để là đây là tên danh mục. Danh mục tra. Rồi thì gì nhỉ? Xuất hiện menu. Còn một cái thì chúng ta để trống. Chúng ta sẽ để ở đây cái button. À nhầm, xin lỗi các bạn. À. BTN cách BTN trừ succeed. Cách BTN trừ green. À, succeed rồi thì khỏi green. Round sang là kết S. Thêm vào. Sau cái này thì chúng ta sẽ được một cái phần nó trông như này. Úi giời chết. Đấy không? Tên danh mục này, danh mục tra, hiển thị menu. Tí nữa chúng ta sẽ nhét thêm cái phần ảnh vào đây nếu thích. Thêm này. Yeah. Xong, ở phía dưới này chúng ta có tbody này. Thì ở đây sẽ dùng cái for each của blade. Chúng ta sẽ để đây là biến kết add element được. Và move cái tr này lên trên kia. Ở đây là biến loop echo ra là biến loop cho đến index cộng 1. Ở đây cho đến là element, cho đến name element, cho đến parent, rồi ID. Cái này là cái gì nhỉ? Đây để chống đã. Tí tình. Đây chúng ta sẽ có thẻ cái button. Thẻ A nhé. Thẻ A có class BTN cách BTN trừ SM cách BTN trừ primary. Thẻ I FA. Pencil. Duplicate này lên. Ta có btn danger fa remove này chuyển đến là round kết chấm edit có tham số là id bằng element cho đến id. Tương tự như ở kia, tương tự với button ở dưới, chúng ta sẽ có là kết remove với ID bằng element. Xong đây. Tôi sẽ đẩy code lên nhé.
Rồi chúng ta sẽ xem kết quả đã. Đây, bóng đá, danh mục trai hiển thị menu. Đúng không? Sống khỏe, phái đẹp, game. Tôi sẽ xóa mấy cái này ở dưới đi bởi nó không liên quan đến của chúng ta, nó là dữ liệu fake. Rồi, lên cốt lên rồi nhá. Làm nào làm ra kết quả như này được. Chúng ta còn thiếu phần phân trang nữa. Phân trang cứ từ từ. Xong chưa? Ơi. Cái gì? Cái loop này à? Đọc Laravel Blade. Đây là cái biến có sẵn của for x trong Laravel. Biến này gì? Biến này là biến có sẵn. Đây. Vào laravel.com này, doc 5.5 này, sược blade này. Blade nhá, search cái dollar loop. Thấy không? The loop variable. Will be available inside your loop. Nó là một cái biến có sẵn luôn ở trong vòng lặp. Thì chúng ta có những cái biến như này, loop index iteration. Chúng ta có thể thay cái index là bắt đầu từ 0, còn iteration là bắt đầu từ 1, thì chúng ta có thể thay cái index này bằng cái iteration để chuyển nó sang là bắt đầu từ 1 2 3 4 5 6 7 bao nhiêu đấy. Được chưa? Đó. Cái biến có sẵn. Cái đoạn này có hiểu không nhỉ? Đoạn này vì sao tôi lại có thêm một cái mảng ở đây, có hiểu không? Rồi, ok. Ghép thêm vào bởi vì cái remove này. Cái hàm kết cái round kết remove này. Chúng ta định nghĩa là nó có một cái ID ở đây đúng không? Bây giờ chúng ta làm như này để gán cái giá trị cho cái biến ID kia ở trên cái round. Được chưa? Bây giờ các bạn làm cho tôi cái việc này trước. Đó là tạo bậy ra cho tôi ở trong cơ sở dữ liệu, mở cái Navicat lên mà tạo ra này. Thêm à? Dạ, thêm cho tôi khoảng chục cái, một chục cái danh mục nữa. Dạ, thêm bừa vào. Thêm tôi một chục cái. Sau đó là chúng ta tiến hành làm thử làm cho tôi, tự làm cho tôi cái chức năng xóa. Chức năng xóa danh mục đi xem có tự làm được không. Xóa danh mục.
thế ạ? Controller đâu? Đây này, biến này cũng là biến kết, câu chuyện ra đây là biến. Xem chưa tí đã thay hơn. Nhưng mà cô lại truyền sang ép, sự ép pin này trời. Biết làm gì không? Phải làm gì không? Bấm cái đồ để xóa. Làm gì cần phải thế nào? Nói quá. Thank you.
Không được, không lấy được ID à? Nhầm, đang định console log. Đi.
chỉ cho đến thế này thôi chứ còn không chỉ hơn được nữa đâu nhá. Sao lại vậy? Có đọc tài liệu đâu mà chả sao lại vậy. Không. Đúng rồi. Thế này à? Thêm một cái là game, ví dụ game vào đây gì? Game là trừ 1 này. Game như này đúng không? Như này đúng không? Thế có mắt à? Không. Tên theo. Tên gì? Game nào? Game 2 nó có được không? Chỉ được thêm cái đó là rồi. Quên không biết sao. Là 3 chấm. Không. Không. Tôi tìm hiểu đi. Xem cái thiết kế của cái bảng ấy. Vâng.
Xong chưa? Xong remove chưa? Chửa. Lâu đấy. Gì? Làm đi. Xong chưa? Lại lỗi. Lỗi tự fix đi. Chưa nha. Chủ
chúng ta ở trong cái màn hình index của kết này, chúng ta có một cái button là remove, đẩy về cái round remove với cái ID là của cái thằng hiện tại, đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành bấm vào đây. Khi mà bấm vào đấy thì chúng ta sẽ đẩy về cái round là kết remove này. Thì kết remove nó được định nghĩa ở đây, nhận ID và đẩy về controller hàm remove. Chúng ta mở cái kết controller đã tạo ra hàm remove và nhận ID từ cái round kia. Sau đó bước tiếp theo tôi sẽ kiểm tra xem là cái kết này nó có tồn tại hay không, với cái ID người ta điền vào nó có tồn tại hay không. Tôi tiến hành là có cái đô la kết bằng category 2.2.file ID. Nếu cái ID này không tồn tại, tôi đẩy ra cái view là admin.404. Còn nếu mà không rơi vào cái trường hợp là không tồn tại, tôi tiến hành là đô la kết trỏ đến delete. Gì? Gì sao không được? Return, redirect về cái round kết.index. Xong. Đây tôi có cái game 2 này làm cái không dùng đến này. Tôi xóa đi. Xong. Còn nếu mà tôi điền vào đây là kết sược remove một cái ID không tồn tại, đúng không? Nó ra trang là 404. Trang này tôi vừa mới thêm mà, để tí tôi đẩy cho các bạn. Return home. Đó, đấy là xong phần xóa. Hết rồi, xong phần xóa. Quá dễ luôn. Không biết. Muốn làm nào làm. Không nhớ. Không nhớ. Cái này có gì khó đâu, dễ mà. Tiếp tục này. Sang phần tiếp nhá, không đứa nào ý kiến thì sang phần tiếp này. Chúng ta có kết add đúng không? Kết add đẩy vào kết controller hàm add. Đó là khi chúng ta bấm vào cái nút này. Khi chúng ta bấm vào cái nút này thì nó sẽ trở lại cái bấm vào đây. Ra kết add nhưng mà mỗi tổ cái hàm add chúng ta chưa có thì nó sẽ báo lỗi là don't exist. Copy vào kết controller tạo hàm public function add đóng ở ngoài ra. Cái này dễ thôi, chúng ta có một cái biến là kết bằng new category
và tiến hành là return ra cái view admin.get.form truyền ra cái biến compact, cái biến get kia. Đây là tôi để chữ model đi cho nó dễ nhận. Model. Và chúng ta có cái kiểu quan hệ một nhiều với chính nó, tức là một kết có thể có nhiều con, đúng không? Cho nên chúng ta phải lấy ra một cái danh sách những cái kết đang có sẵn. Kết bằng category 2.2.all như này. Hả? Thiếu ở đâu? Đây hả? Tôi chưa biết. Bởi vì tôi còn nhét thêm cái này vào đây. Chuyển thêm cái biến này cả ra nữa. Được chưa? Thì chúng ta sẽ bây giờ sẽ chỉ còn thiếu cái giao diện của phần form này thôi, đúng không? Chúng ta có admin kết này, tạo ra một cái file mới tên là form.blade.php. Xong. Trong này chúng ta cũng kế thừa cái các thể loại kia. Kế thừa và bỏ phần này đi. Xóa trắng phần content. Xong như nhỉ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái form. Mà tốt nhất là đi copy form của nó cho nhanh. Để tôi đi tôi kiếm cái form. Form stuff đi rồi. Bootstrap form control. Các bạn thích dùng cái loại form nào? Form nào? Trên dưới hay ngang? Ngang đi nhá, horizontal form. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái form này. Này thì code bố ra cho nhanh. Form action vứt đấy, action chúng ta thích thì có thể là round luôn. Get.add method post. Bởi vì trong cái form này của chúng ta có thể là chúng ta gửi ảnh lên, cho nên chúng ta phải có thêm cái encrypt type bằng multipath sược form trừ data thì mới có thể gửi được ảnh lên. Chúng ta thêm cái no validate để cho không bị ảnh hưởng bởi cái validate của HTML5. Được chưa? Ý vậy. Không bệnh này. Mày sửa cho nó đi.
nhanh. Không, tao phải sửa lại. Tao mày có sửa không? Hả chưa? Lên giúp nó đi. Lỗi gì? Lỗi nó ghi là gì? Lỗi nó ghi là gì? Tức là hàm chưa biết, chưa có hàm. Check ở trong controller xem có hàm này chưa. Ok cô, tôi tiếp tục đây. Tiếp theo chúng ta có cái phần là form group này. Form group này. Được chưa? Thì chúng ta copy một cái form group vất vả. Lại chuột phải vào, copy out HTML, paste xuống đây. Không, chúng ta code lại được deep form group này. Label bằng con MD3, control label. Đây là tên danh mục. Chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ span. Ủa, sao nhiều này trời. Sẽ có thêm một cái thẻ span. Span này có class là take trừ danger. Và trong này có dấu sao. Tên danh mục có dấu sao. Cách nó làm cái. Con MD9 input take form control. Chúng ta thêm một cái là tên danh mục vào đây. Và chúng ta có cái name bằng name. Không nhá. Lại phải để cố lên cho nó nhanh. Có cô làm chậm mấy. Rồi bây giờ xem cái giao diện đã nhá. Đây. Tên danh mục tí nữa tôi sẽ coi còn nửa. Tí nữa chúng ta sẽ chia đôi. Bởi chúng ta nhìn thấy cái bảng mà chúng ta phải hình dung ra cái bảng cái form của chúng ta như nào rồi. Thứ nhất là có một cái tên này. Cái thứ hai là phải có một select box để chọn cho nó một thằng danh mục cha hoặc là không có. Tiếp theo chúng ta sẽ có một đoạn để viết URL slug để config URL của nó. Cái nữa là chọn cái icon, viết cái icon ra. Và nó có thuộc cái đề cái danh mục này có nằm trên menu hay không. Và có cái IMAP cũng như là description.
Được chưa? Hai phần. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Tôi sẽ xác định vẽ cái biểu đồ nhìn, cái giao diện trông như thế này. Đây là cái giao diện. Chúng ta chia đôi cái như này. Đầu tiên là tên, tên danh mục, URL của danh mục. Tí nữa nhỉ. Tên danh mục URL của danh mục này. Danh mục trang, nó sẽ làm một select box ở đây. Icon class, chúng ta sẽ viết ở đây. Text box icon. Có tồn tại trên menu hay không? Chúng ta sẽ để ở đây là một cái checkbox. Text ở bên này. Sau ở phần này chúng ta sẽ có một cái ô để giúp chúng ta điền hình ảnh. Chọn ảnh. Đây là browse. Cuối cùng ở dưới này chúng ta sẽ có một cái ô để giúp chúng ta biết một cái text URL để biết chúng ta biết nội dung text trong ảnh. Đây là cái button save. Đây là button cancel. Được chưa? Có vấn đề gì không? Hả? Chúng ta sẽ làm cái việc này như sau. Đầu tiên đang có tên danh mục đúng không? Tôi muốn nó nằm ở bên tay trái của tôi. Thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây chúng ta sẽ có một cái div class là col-md-6 và nhấc cái div form control cái sang bên này. Nhấc vào trong. Ở phía dưới chúng ta sẽ lại có một cái div nữa, có class là form-control, col-md-6 nữa để cho nó rộng, hai thằng nó rộng bằng nhau 100%. Sau đó chúng ta tiến hành duplicate thằng này lên. Đây là đường dẫn. Đường dẫn. Cái này cũng là text danger và có dấu sao đỏ. Đây là slug, tôi sửa cái này thành slug. Name là slug, đây là đường dẫn. Không thì tôi sẽ để đây là ví dụ đi. Hai chấm là thể thao. Chúng ta cùng xem. Ôi giời ơi. Các bạn chờ tí nhá, tôi xem nó vấn đề là gì. Pro. Chờ tí để tôi xem là nó bị làm sao. Hình như chúng ta thiếu một cái div nào đấy. Div form group này. Con 6 này. Đúng rồi, thiếu div. Form group. Xem cái này nó có bị gì nào. Label con 6 này. Tên danh mục con 6. Sao này nó bé nhỉ. Chào tôi chút nhé. Form group. Bốn. Tám. Span nào? Span này hả? Kệ nào. Sát sạp này không được rồi.
Rồi ok, thêm cái row vào. Chúng ta thêm cái class row vào đây nhé. Đó. Form group, tên danh mục này, đường dẫn này. Chúng ta sẽ để mỗi cái là cách nhau 4. Một cái là 4, một cái là 8 để cho nó bằng 12 của Bootstrap. Như này. Còn nếu mà có khả năng là nó bé quá đấy. 39. Thôi để tên thôi. Không nó dài quá. Tên, đường dẫn. Chết nhiều này. Tên, đường dẫn. Duplicate một cái lên nữa là cái select box đúng không? Danh mục tra. Cái này không có span. Chúng ta sẽ không sử dụng cái thằng input ở đây mà chúng ta sẽ sử dụng thẻ select. Có name bằng parent ID class form control. Có option value đầu tiên là -1 là tôi để lại một cái dòng dịch ngang này. Tiếp theo tôi sử dụng for each của cái biến case add element. Và đây là các cái thẻ option. Value bằng echo của cái element cho đến ID. Còn text sẽ là echo của cái element cho đến name. Cho mình lại có cái gì đây chẳng. Đúng không? Chọn một trong những thằng này. Đây một trang. Phần dưới cùng nó là một cái checkbox đúng không? Chúng ta xem cái checkbox ở trong này nó dùng như nào. Mình ăn cắp. Đây checkbox bây giờ. Checkbox list. Duplicate cái thằng này lên lần nữa. Đây là hiển thị trang chủ. Input time checkbox name. Còn name bằng is menu đúng không? Is menu. Value. Value for. Hiển thị trang chủ. Tích hoặc không tích. Ồ, không được này. Input time checkbox name is menu value 1. Hơi xấu.
Nó thôi kệ nó đi, tự nó sinh ra mà. Thối nhỉ. Thôi, tạm thời để thế đã. Thì nó sợ. Không nhỉ. Mình thấy nó cứ xấu xấu rồi gì. Hả? Được rồi, để tôi sửa lại. Đỡ xấu hơn chưa? Hiển thị trang chủ input. Rồi, vậy đã. Kệ nó. Tiếp theo ở bên này nó sẽ là cái phần ảnh ngọt các kiểu đúng không? Ảnh này và cái text area ở phía dưới này. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Để coi xem sắp xếp như nào cho hợp lý. Ảnh. Đây, file input, inspect, copy cái form group này xuống dưới đây. Table for image. Này sẽ có input type file, có name bằng là name bằng image, accept image sửa sao. Này là optional, không cần, không điền được. Xem giao diện. Đây. Ảnh này. Tiếp theo ở dưới nó sẽ là cái bóc ảnh ở phía trên, cái tí nữa tôi sẽ thêm sau nhé. Tiếp theo sẽ là đến cái text area đúng không? Duplicate thằng này lên. Chúng ta sẽ có cái label. Bỏ cái for này đi, không cần. Mô tả. Đây sẽ là text. Text area name bằng description DSC. Nếu tôi nhớ không nhầm SC. Hình như còn thiếu cái field là icon class. Tí nữa tôi thêm vào sau. Giờ xem nó trông như thế nào đã. Bây giờ sẽ rất xấu đúng không? Nhưng mà từ từ, tôi thong thả, tôi sẽ làm cho nó đẹp bây giờ đây. Ở trong cái việc làm web của chúng ta bao giờ cũng sẽ có một phần, nó sẽ có những cái text area để thêm nhiều dòng đúng không? Này đúng không? Thì chúng, như bọn tôi hay dùng những cái thứ gọi là editor. Editor nhỉ. Thì như tôi thì tôi dùng TinyMC và tinymc.com. Đây.
chờ tí xong. Đúng Word chưa? Download về. Hình như trong này hình như có rồi, phải nhớ không nhầm nhỉ, trong cái phần public có rồi. Admin. Rồi, sao lắm layout này trời. Global này. Plugin này. Để tôi xem có Tiny MC. Không có. Chữ E luôn nhỉ. Hình như không có Tiny MC. Không có, không có. Không có Tiny MC thì chúng ta tải vậy thôi. Các bạn kéo xuống dưới nhé. Tải phần Community. Bạn này bạn miễn phí. Tải về. Tiny MC 4.7.2. Sau đó chúng ta sẽ show in Finder. Giải né nó ra. Sau đó vào mở ra có cái thư mục GS, có thư mục Tiny MC. Chúng ta copy thư mục này. Copy thư mục nằm trong GS đấy nhé. Sau đó chúng ta sẽ vào vào trong này, vào public. Về xuống, về thẳng ngoài này luôn. Đó, về thẳng ngoài này. Sau đó nó sẽ có cái đoạn hướng dẫn. Đây, chúng ta nhìn nó hướng dẫn này. Script bằng tinymce.min này. Xong rồi tinymce.init.selector là text area. Như này thì nó sẽ là tất cả các thẻ text area của chúng ta sẽ được áp dụng cái tinymce này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử như sau. Các bạn mở cái file Metronic ra. Metronic.blade.php. À quên nhầm. Xin lỗi, script.blade.php. Ở cái đoạn dưới cùng này chúng ta sẽ nhúng cái TinyMC vào đây. TinyMC. Thì chúng ta sẽ dùng thẻ script có cái src bằng asset của cái TinyMCE. Đây TinyMCE này. Xong rồi sược TinyMCE.min.gs nhét vào. Và ở cái đoạn dưới cùng của, và cái đoạn ở dưới ngay như thế này, chúng ta sẽ có một thẻ script viết cái nội dung của nó hướng dẫn vào đây. TinyMCE init copy về xuống này, selector text area và nó thăng là editor. Ở trong đề phòng trường hợp là chúng ta thích những cái thẻ khác nó cũng là editor, chúng ta sẽ viết như này, copy vào cái form blade lúc nãy chúng ta cái text area này, chúng ta thêm cái id cho nó bằng editor. Bây giờ chúng ta coi giao diện. Được chưa? Rất nhanh. Nhưng nó vẫn xấu. Đúng không? Nó edit được rồi. Nhưng mà nó vẫn xấu. Giờ sao? Xấu gì ạ? Là làm sao vậy? Làm sao? Width là 100. Code MD9, code MD3. Form group, cái này là do tôi thiếu cái row thôi. Tôi thiếu cái row ở đây này. Row. Đấy, thêm cái row nữa là được. Được chưa? Đã đỡ hơn tí. Xong phim. Editor. Và bây giờ chúng ta
cái việc custom cái này thì chúng ta sẽ học vào buổi sau nhé, chứ không học ngay trong buổi này đâu. Bây giờ chúng ta sẽ nhúng thêm hai cái button vào đây nữa là xong, hiển thị được cái giao diện của form. Tôi mới nói là cái giao diện nhé. Ở dưới cùng của cái code MD6 này tôi có một cái thẻ div. Thẻ div có class là text center. Chúng ta có cái button. Button type bằng submit. Type submit. Đây là save. Lưu. View. Phần này sẽ có class bằng btn cách btn trừ succeed. Lưu. Và chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ A có href bằng round get.index với cái class bằng btn cách btn trừ danger. Đây là hủy. Xếp xuống giao diện này. Oh shit, nó lốt, nó hơi chậm. Đẩy xuống, hủy và lưu. Hủy thì về kết, lưu thì xếp vào. Được chưa? Nhìn phần này nó hơi trống, phần trên nó hơi trống. Thì tôi có thể thêm vào đây một đoạn trước cái này. Ví dụ như div. Trên này là thẻ H3. Đây là thêm danh mục. Đó, để đỡ trống. Tôi đẩy cốt lên nhá. Xong rồi đấy. Bạn lấy về đi. Xem được chưa? Hơi rối.
Đúng chưa? Đó, các bạn bây giờ submit được form này chưa? Vì sao? Nếu mà tạo ra rồi có submit được chưa? Thế vì sao chưa? Đúng rồi đấy. CSS RF view nhá. Giờ mới xếp được này. Nhưng mà từ từ đã. Nếu tôi muốn phin sẵn dữ liệu vào đây có được không? Bởi vì cái đối tượng của tôi chuyển ra ngoài, các bạn còn nhớ cái biến model không? Còn cái biến này nãy giờ chưa hề dùng tí nào. Đúng không? Mục đích của tôi khi làm cái form này này, đó là dùng cho cả trường hợp insert và update. Được chưa? Thử nhá. Tôi đã tạo ra một, tôi đang có một cái URL nữa là cái kết update này đúng không? Và có hàm là hàm edit copy. Duplicate cái hàm này lên. Edit và nhận một cái URL và một cái ID. Tất nhiên tôi cũng sẽ phải thay cái model này sẽ bằng là category 2.2.file cái biến ID. Nếu mà không file được, tìm không ra thì lại đẩy về 4x4 thì cái này rõ ràng rồi. Còn nếu mà tìm được thì cũng đẩy về form và truyền cái model này ra ngoài. Tôi thử cho các bạn coi. Edit đây đúng không? Ôi giời ơi. Undefined variable get à đây, xin lỗi các bạn. Model. Cũng ra đây. Trong trường hợp là update thì chúng ta phải phin sẵn dữ liệu ra cho phần này. Được chưa? Bây giờ phin kiểu gì? Chúng ta ở form này, ở cái phần input, chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là value. Đây là cột name đúng không? Chúng ta sẽ có là model cho đến name. Đúng chưa? Slug thì là value bằng model cho đến slug. Thôi không phải test nữa. Cái danh mục này thì sao? Làm sao để cho một cái option là gọi là cái gì nhỉ? Cho một cái option được chọn trước. Ví dụ tôi có cái phái đẹp này là con của thằng sống trẻ nhá. Sống trẻ của ID là 5. Tôi điền số 5 vào đây. Tôi edit thằng phái đẹp này thì nó phải tự động nó chọn sẵn thằng sống trẻ này ở trong cái select kia. Thì giờ làm sao để chọn trước? Thêm gì vào? Selected chứ cái gì vào? Enter xuống. Chúng ta sẽ có A cộng if của model cho đến parent ID mà bằng với cái gì element cho đến ID thì thêm cái selected vào và a cộng any if. Được chưa? Thử cái. Đây là số 9 đúng không? Update ID bằng 9. Đúng không? Còn nếu mà ép nó không chọn gì cả. Xong chưa? Tương tự như vậy, tương tự với cái thằng selected này. Chúng ta có thằng checkbox dưới này. Đúng không? Thì if model cho đến is menu bằng giá trị là 1
thì là trigger. Câu số 9 thì có đúng không? Không check luôn mà. Ở đây, update. Update số 9. Hiển thị luôn. Đúng không? Không nhá. Thằng này cũng vậy, thằng này tương tự vậy thôi. Ví dụ như trong này chúng ta có description là Lorem Ipsum. À, chết nhầm. Phải đẹp chứ. Lorem Ipsum. Hai này bỏ đi. Ok nó đi. Chưa? Thì chúng ta ở trong cái thằng take area. Đây take area này đúng không? Chúng ta sẽ có là echo ra của cái model trở đến DSC. Hiển thị ra ngoài. Được chưa? Nhưng mà nếu thằng này tôi viết như thế này. Nếu thằng này tôi viết như thế này, cái mớ ở trong này, tôi cắt đi, tôi viết đây là thẻ B. Nó có hiển thị ngoài cái nó in đậm không? Tự nó in đậm luôn. Đúng nhá. Tự nó in đậm luôn. Thế là xong. Còn cái ảnh này thì chúng ta thêm một cái phần hiển thị đây là xong. Bây giờ submit đã này. Nhưng các bạn còn vẫn còn thiếu một cái nữa. Đó là cái ID. Chúng ta sẽ cần phải thêm cái ID và chúng ta sẽ có một cái input type bằng hidden. Có name bằng ID. Có value bằng model trở đến ID. Không có placeholder, holder gì cả. Xong. Submit lên. Tôi đẩy lên nhá. Bài hôm nay chúng ta sẽ cố gắng xong phần update cơ bản, thông tin cơ bản. Chưa có ảnh. Ảnh sẽ phải làm thêm. Chứ không phải là update đơn giản như vậy đâu. Không nhá. Trông mặt 5 triệu ấy. Nhớ là lần sau còn làm ấy, không tôi chỉ làm cho công các bà cái phần danh mục thôi, còn bài viết tự đi mà làm đấy. Nhìn gì? Đúng thế chứ còn làm sao nữa. Chỉ làm cho một phần thôi. Còn các phần khác tự đi mà làm.
còn rất nhiều phần cần phải làm nữa. Những cái basic như này tôi chỉ hướng dẫn một lần thôi, sau chúng ta còn gửi mail, gửi miếng các thứ các kiểu cơ mà, rồi forgot password đủ các thể loại chứ có phải là mỗi ngày đâu. Rồi bây giờ sẽ đẩy lên hàm save đúng không, chúng ta sẽ đẩy lên hàm save. Thì ở đây mình sẽ có là hàm save này, đây thì cũng lôi vào hàm save đi, lưu hết vào hàm save đi, lưu hết vào hàm save. Save của post, hàm xử lý cho post get add hay là post get update id thì đều là hàm save cả. Là chúng ta sẽ làm như sau, tạo ra hàm save public function save, không nhận id gì cả. Chúng ta sẽ có cái biến đô la, cái này nó sẽ nhận một cái biến là biến cái request, request biến là biến request luôn. À mà không, xin lỗi các bạn tí, tôi nhầm. Cái này chúng ta sẽ có round post save như này. Bỏ cái post của get update id đi nhá, bỏ cái này đi. Chỉ có round post get save là đẩy vào hàm get controller save thôi. Chúng ta sẽ có cái name cho nó, cho đến name là get.save như này. Các bạn sửa lại cho tôi một chút. Tôi muốn xử lý edit và cả edit cả s trong một hàm thôi. Hả? Post. Tôi dùng post chứ tôi không dùng get cho cái này. Get add, get update, nhưng mà save thì phải là post. Kiểu nó phải thế. Được chưa? Sau đó thì ở trong cái form của chúng ta đẩy cái đường dẫn nó sang là get.save như này cho tôi luôn. Ở trong cái form. Và chúng ta sẽ có một hàm controller là hàm save nhận request ở đây. Chúng ta sẽ có cái biến model bằng category 2.a.file của request trỏ đến ID luôn. Và nếu mà không tìm thấy thì lại đưa về 404. Nếu mà đã tìm thấy rồi thì chúng ta tiến hành DD cái model ra. À quên nhầm. Từ từ nha. Đây là if. Xin lỗi các bạn. Request trỏ đến ID. Nếu mà request có tồn tại cái này thì chúng ta tiến hành là model bằng get trỏ đến file, else model nó sẽ bằng new category như này. Và ở đây khi mà có ID mà không tồn tại thì mới đẩy về 404.
Và sau này thì chúng ta tiến hành DD ra cái mô đồ. Được chưa? Test cái. Đầu tiên sẽ vào phần danh mục và thêm này. Viết tùm lum vào đây. Chọn bừa lên một cái gì đấy có hiển thị. Viết text vào đây, lưu. Nó sẽ ra các bạn để ý này, category này. Attribute có thì có gì không? Rỗng đúng không? Là mảng rỗng đúng không? Thì đấy là đánh dấu cái vấn đề là cái mảng của chúng ta là mảng mới. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp tôi back lại cái app này mà tôi sửa cái này thì edit là update id 9. Tôi viết, tôi vẫn giữ nguyên cái mớ này. Và tôi hủy lưu lên, à nhập. Lưu bấm nhập. Lưu lên. Chúng ta nhìn thấy ở đây nó có attribute đúng không? Là dữ liệu cũ này. Đúng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có dữ liệu mới. Thì dữ liệu mới đâu? Thử nhá. Request trỏ đến all. Gửi lại cái form kia lên nhá. Bây giờ làm sao để chúng ta gán lại những cái dữ liệu này, những cái dữ liệu mới cho vào trong những cái field của dữ liệu cũ để update? Thì Laravel nó hỗ trợ chúng ta một cái hàm có sẵn ở trong này, ở trong cái controller model đó. Chúng ta có cái protected public cái sao nhỉ, public dollar finable bằng một cái mạng. Chúng ta muốn phin cái gì thì chúng ta viết vào đây, name này, DSC này, is menu này, gì nữa nhỉ, có những cái gì, parent ID, hết rồi, à slug nữa. Slug nữa. Đó, finable. Tí nữa tôi sẽ đẩy lên cho các bạn. Bây giờ chúng ta coi này. Model trỏ đến fin biến request trỏ đến all. Và chúng ta tiến hành DD ra cái model như này. Được chưa? Rồi coi nhá. Lúc nãy khi mà tạo mới, thì chúng ta không có cái gì đúng không? Xếp lên không có gì đúng không? Chọn một giá trị. Lưu. Chúng ta nhìn cái gì đây? Đối với những cái gì ở dưới form tôi điền đúng không? Còn nếu như bình thường ấy, chúng ta không có cái finable này. Nếu chúng ta không có cái finable này thì chúng ta phải làm cái việc này. Model trỏ đến name bằng với request trỏ đến name, duplicate lên DSC như này này. Được chưa? Nó phải là như này mới được này. Bao nhiêu field thì bằng đấy cái dòng gán như này. Nhưng mà với finable thì chúng ta không cần phải làm cái việc này nữa. Sau khi fin đầy đủ thông tin, chúng ta tiến hành là model trỏ đến save, đóng mở ngoặc vào, xếp xuống. Sau đó là return redirect về cái round. Về cái round là get.index. Thử cái nhé.
edit T3H test update view, đúng không? Được chưa? Hãy đi cái nữa, say something, lưu xuống. Đấy là việc chúng ta thêm và sửa làm trong cùng một file, một vòng, một cái vòng quy trình thôi, nó rút ngắn đi rất là nhiều. Ok, các bạn kéo về đi, ốp vào thử xem có được không. Nhiều đấy, về nhớ xem lại cái đoạn cuối, tôi sẽ đẩy cái video lên.